Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày, chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay, ngày 30 tháng 4 năm 2019, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Lâm Đồng quy hoạch vùng sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Thị trấn Lạc Dương có khoảng 1.000 hecta trồng hoa hồng. Nhiều nông hộ đã làm giàu đổi đời nhờ cây hoa này. Độc đáo rượu chanh, sản phẩm sáng tạo của nhà nông Long An. Chuyên mục con số hôm nay, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang một số thị trường lớn đều ấn tượng. Chuyên mục chuyện nhà nông, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2, nghề mới cho thu nhập ổn định. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng có trên 52.000 hecta sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chiếm 19% tổng diện tích đất canh tác trên toàn tỉnh. Hiện Lâm Đồng đã phát triển được 125 chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của 80 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 13.000 hộ nông dân. Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ vẫn còn chiếm số lượng rất ít, chỉ mới có trên 210 hecta được cấp chứng nhận, trong đó có 124 hecta chè, hơn 19 hecta rau và 70 hecta trang trại chăn nuôi bò sữa. Để đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng sản xuất và triển khai rộng rãi đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ. Mặt khác, khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nhiều mô hình điểm về sản xuất hữu cơ, các mô hình điểm trình diễn cho nông dân cũng như xây dựng các lộ trình xúc tiến việc sản xuất gắn kết với tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lâm Hà cho biết, đến nay thì trên địa bàn huyện đã có 3 đơn vị hộ gia đình triển khai sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận Việt Gap Global Gap. Những mô hình đáng chú ý bao gồm 28 hectare chè của công ty cổ phần Long Đỉnh, 3 hectare quýt đường canh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và 6,8 hectare rau của hợp tác xã Su Su Công Thành. Trong đó có 2 trên 6 cơ sở đang được huyện khảo sát, thẩm định để phát triển chuỗi liên kết là hợp tác xã Su Su Công Thành xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt với năng lực thu mua 1,5 đến 2 tấn mỗi ngày và công ty cổ phần Long Đình với tổng diện tích 50 hectare thuộc 45 hộ gia đình. Ngoài ra, địa bàn Lâm Hà còn có vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Nam Hà với quy mô 353 hectare gồm 209 nông hộ tham gia. Xin được chuyển đến một thông tin mà chương trình ghi nhận từ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, từ nghề trồng hoa hồng áp dụng công nghệ cao thì nhiều hộ dân sống dưới chân núi La Bian của thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng hiện đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng mỗi năm. Mấy năm nay, nghề trồng hoa hồng được bà con trong vùng ưa chuộng bởi cho thu nhập ổn định nhiều hơn trồng rau hay cà phê. Với một sào hay 1.000 mét vuông hoa hồng nhà kính, mỗi tháng người dân có thể thu ít nhất 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Trung bình mỗi hộ dân ở đây có từ 3 đến 5 sào, hộ nào nhiều thì trồng cả vài hecta hoa hồng. Theo thống kê, hiện nay toàn thị trấn Lạc Dương có khoảng 200 hộ dân đã chuyển sang trồng hoa hồng công nghệ cao thay cho vườn rau, dâu tây hay cà phê như trước đây. Và theo thống kê thì tổng diện tích hoa hồng ở đây đã vào khoảng 1.000 hecta, bình quân mỗi hộ có từ 3.000 đến 5.000 mét vuông đất trồng hoa hồng. Cá biệt có nhiều hộ có từ 1 đến vài hecta chuyên canh loại hoa này. Nhờ đầu ra ổn định cộng với chất lượng hoa hồng vùng này to đẹp hơn một số làng hoa hồng trước đây vốn rất là nổi tiếng của Đà Lạt nên được thị trường khá ưa chuộng dù mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Liên tục chương trình độc đáo rượu chanh, sản phẩm sáng tạo của nhà nông Long An. Chuyên mục con số hôm nay, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang một số thị trường lớn đều ấn tượng. Chuyên mục chuyện nhà nông, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2, nghề mới cho thu nhập ổn định. Xin được chuyển đến với những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, chúng ta đều biết rượu được làm từ gạo nếp hoặc là từ nho. Vậy thì quý vị và bà con có bao giờ nghe nói rượu được sản xuất từ quả chanh chưa? Chắc có lẽ rằng quý vị và bà con đang tò mò đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý vị và bà con cùng về Long An để khám phá loại rượu độc đáo này nhé!
Chanh là loại trái rất quen thuộc với chúng ta, nhưng ít ai sử dụng để sản xuất rượu. Vậy mà gia đình ông Bùi Văn Khấp ở xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã sáng chế thành công loại rượu chanh độc đáo này. Sản phẩm có vị thơm nồng của chanh tươi, được ủ kín và lên men tự nhiên bằng quy trình thủ công từ việc hái, sơ chế, ủ, lên men. Cứ một lớp đường phèn rồi một lớp chanh, ủ từ 20 đến 30 ngày. Hiện sản phẩm đã được chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã, logo, nhãn mác hàng hóa. Quý bà con thân mến, thành công của sản phẩm rượu chanh là minh chứng cho sự tìm tòi, sáng tạo của những người nông dân, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, vì là sản phẩm mới nên thương hiệu rượu chanh của gia đình ông Khấp cũng gặp không ít khó khăn khi cho ra thị trường. Xin được chuyển sang một câu chuyện khác. Thưa quý bà con, hơn 6 tháng kể từ cơn sốt nhầu diễn ra, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên vùng đất U Minh, Cà Mau, đi đến đâu cũng nghe người dân rủ nhau trồng nhầu. Thống kê sơ bộ, diện tích trồng nhầu hiện nay hơn 80 hectare, trong đó thì có hơn 30 hectare mới trồng ở huyện U Minh. Lợi nhuận hấp dẫn trước mắt từ cây nhầu và câu chuyện thị trường tiêu thụ nông sản này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Gần 2 năm nay, toàn bộ diện tích bờ vuông của gia đình đều được anh Trần Văn Nhất tận dụng trồng nhầu với số lượng là khoảng 2.000 cây. Thời gian đầu, nhầu chỉ có giá là khoảng 3.000 đồng một ký. Về sau, lượng tiêu thụ tăng, kéo theo giá nhầu cũng tăng lên 14.000, có thời điểm là 20.000 đồng một ký. Cách 20 ngày, anh thu hoạch nhầu và bán một lần, số lượng hơn 1 tấn, lợi nhuận hơn 15 triệu đồng. Hiện tại, anh Nhất còn mở cơ sở thu mua nhầu tại nhà và ươm thêm rất nhiều nhầu con để bán, với giá bán mỗi cây từ 3 đến 6.000 đồng. Thấy vị bờ vuông thì bỏ trống, cỏ thì nó mọc, thành ra là đi chặt cỏ, rồi mình trồng xuống rồi dọn thẳng cho bờ nó trống luôn. Không biết thời gian sau nó sao, nhưng bây giờ là thấy nó là cái nguồn thu nhập rất ổn á. Theo một số bà con, trồng nhầu không tốn chi phí nhiều, chỉ tốn công trồng và thu hoạch, nhưng lợi nhuận mang lại cao hơn cả lúa và nhiều loại nông sản khác. Chưa kể, nhầu trồng chỉ tầm 8 tháng là có thể thu hoạch, lợi nhuận hấp dẫn nên nhiều người rủ nhau trồng nhầu dù từng có khuyến cáo cung vượt cầu từ ngành chức năng. Chương trình 365 ngày chuyển động tối nay xin mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin thú vị xung quanh câu chuyện khai thác nuôi trồng thủy hải sản. Thưa quý bà con, trong cái nóng oi bức hiện nay thì dở chà bắt cá là một trong những hoạt động thú vị ở miền Tây, trong đó có tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là giải nóng, dở chà còn mang lại nguồn lợi về kinh tế. Do Đồng Tháp có nhiều kênh rạch, tận dụng các đoạn kênh ngã ba, ngã tư sông, nhiều hộ dân đã chất chà nhử cá, khoảng 2 đến 3 tháng thì tiến hành dở chà bắt. Anh Nguyễn Văn Diệm ở ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường, huyện Tam Nông cho biết, anh cùng 4 anh em khác từ các huyện Tháp 10, Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh len lỏi các con kênh để chất chà. Hiện tại anh có khoảng 20 đống chà, hôm nay nhóm tập trung lại để đi dở chà. Thời gian dở chà khoảng 3 tiếng, cả nhóm thu hoạch gần 200 kg cá, chủ yếu là cá chốt và các loại cá trê, cá lóc, cá chèn. Sau khi trừ chi phí, anh thu được từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Quý bà con thân mến, những ngày vừa qua, hàng trăm hộ dân nuôi lồng bè trên vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa rất phấn khởi trước vụ mùa nuôi cá bớp được bội thu. Và đây là loại cá được coi là đặc trưng của vùng biển miền Trung. Được biết thì ngoài cung cấp cho các chợ đầu mối trong tỉnh Khánh Hòa, cá bớp còn được xuất khẩu sang thị trường của một số nước có giá trị kinh tế cao. Những ngày này, trên các lồng bè nuôi cá bớp trong vịnh Cam Ranh và các cơ sở thu mua cá bớp tại phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, luôn rộn ràng tất bật. Sau 12 tháng nuôi lồng, những con cá bớp nặng trên dưới 10 kg được ngư dân chuyển vào bờ bằng thuyền thúng và xếp vào các thùng xốp để kịp đưa đi tiêu thụ. Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, một số lượng lớn còn được xuất khẩu sang nước ngoài dạng thịt phi lê đông lạnh, với giá bán ra từ 155.000 đồng một ký cá bán tươi nội địa và trên 200.000 đồng một ký theo dạng thịt phi lê. Người nuôi được lãi khoảng 50% sau khi trừ đi các khoản chi phí đầu tư. Hiện nay trên vịnh Cam Ranh có gần 200 hộ nuôi cá bớp trên các lồng bè. Do nước biển lợ rất thích hợp cho việc nuôi cá bớp, vì chỉ sau 12 tháng cá bớp tăng trưởng rất nhanh nên nuôi cá bớp vẫn được coi là thuận lợi hơn so với nuôi tôm hùm. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay, 163 triệu đô la Mỹ. Thưa quý bà con, đây là giá trị xuất khẩu riêng đối với mặt hàng cá ngừ của Việt Nam trong quý 1 năm 2019 này. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 đã đạt hơn 163 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của cả quý không cao, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang một số thị trường lớn đều rất ấn tượng. Xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ chế biến đóng hộp của Việt Nam sang các thị trường trong giai đoạn này tiếp tục tăng như cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm này của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 là thấp. Thay vào đó, xuất khẩu các sản phẩm thăn hay là phi lê cá ngừ đông lạnh có xu hướng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tính đến tháng 3 năm 2019, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 69 triệu đô la Mỹ, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Với sự tăng trưởng này, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã tăng từ 30% trong quý 1 năm 2018 lên hơn 42% trong quý 1 năm nay. Theo thống kê thì giá trị xuất khẩu cá ngừ tươi sống và đông lạnh của Việt Nam sang thị trường này đang tăng mạnh, tăng 78% so với 3 tháng đầu năm 2018. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với mục Chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, Di Linh là huyện được biết đến với diện tích trồng cà phê lớn nhất của tỉnh. Nơi đây xem cà phê như là một cây trồng chủ lực. Nhiều năm trở lại đây, ngoài thời gian chăm sóc trồng cà phê thì nhiều hộ dân phát triển thêm mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2, và đây được xem là nghề đang cho thu nhập ổn định. Sau đây sẽ là những ghi nhận của chương trình 365 ngày chuyển động. Để vào được vị trí lồng nuôi cá của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, chúng tôi phải đi bằng một chiếc xuồng nhỏ với 20 lồng cá, mỗi lồng diện tích khoảng 30m² cho 3.000 con cá diêu hồng, trắm cỏ, rô phi được anh Tiến đang cho ăn, dần hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Bởi diện tích mặt nước trong, sạch và thời tiết thuận lợi nên anh Tiến bắt tay nuôi thử từ năm 2014 với 4 lồng cá ban đầu, cứ sau 5 đến 6 tháng cho thu hoạch với giá bán ổn định 40.000 đồng một ký. Vì làm tự phát nên cũng có thất bại, nhất là trong các khâu về kỹ thuật nuôi. Nhưng dần dần, anh Tiến rút kinh nghiệm và giờ đây mọi việc đã thuận lợi. Anh tự tin phát triển thêm số lượng con giống cũng như diện tích lồng bè nuôi cá. Môi trường đây nuôi cá rất tốt, nhưng mà bây giờ mình cũng tạo điều kiện mà nuôi những cái cá gì mà mình giao thị trường ở trên tỉnh mình này cho có thuận tiện. Mình mong muốn là nuôi cái loại cá gì mà coi như mình thành là một tập thể. Thì mình mua cám này, mình nuôi giống với cái đầu ra của mình để đảm bảo trên thị trường. Cũng như hộ anh Tiến, gia đình anh Nguyễn Văn Thiên cũng áp dụng mô hình nuôi cá lồng bè được khoảng 7 năm với 10 lồng cá rô phi, diêu hồng, trắm cỏ. Cứ mỗi đợt xuất bán khoảng 1,5 đến 2 tấn một lồng. Sau khi trừ chi phí, anh Thiên thu lợi nhuận từ 65 đến 75 triệu đồng một lứa nuôi. Gia đình nuôi cá năng thì thấy phát triển rất là tốt. Trung tâm cũng xuống kiểm tra liên tục, thấy phát triển rất là tốt. Rất là phù hợp với cái khu vực, với cái thổ nhưỡng ở đây. Đây là hai trong số 10 hộ dân phát triển nghề nuôi cá nước ngọt trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2. Qua đánh giá, chính quyền địa phương thấy rằng đây là mô hình phù hợp để nâng cao mức sống hộ gia đình cũng như góp phần tăng thu nhập cho địa phương. Vì vậy, hai hộ gia đình của anh Thiên và anh Tiến được chọn để nuôi thử nghiệm mô hình nuôi 4.500 con cá hô và 4.000 con cá lăng thương phẩm cho lồng bè từ giữa năm 2018. Theo hình thức huyện Di Linh hỗ trợ 60% con cá giống và thức ăn, 40% còn lại người dân bỏ ra về công chăm sóc và làm lồng bè. Phải sau 1 năm, số cá này mới được xuất. Ở thời điểm hiện tại, cá lăng và cá hô đã thích nghi với nguồn nước, tỷ lệ sống, sức phát triển của cá hoàn toàn đạt yêu cầu đặt ra. Hiện tại thì chúng tôi đang theo dõi và định hướng trong thời gian tới thì khi có hiệu quả thì sẽ nhân rộng các cái mô hình này tại các cái công trình thủy lợi cũng như là các công trình thủy điện. Đây là một cái mà giúp đỡ cho người dân là đa dạng hóa trong cái chăn nuôi cũng như nuôi trồng thủy sản. Việc đa dạng hóa vật nuôi cho người dân lựa chọn là một trong những mục tiêu của ngành nông nghiệp huyện Di Linh, vừa hiệu quả vừa an toàn với môi trường. Thưa quý bà con, từ việc nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2, Trung tâm Nông nghiệp huyện sẽ tổ chức các buổi hội thảo cho gần 30 hộ đã, đang và sắp gắn bó với con cá. Đây là mô hình hứa hẹn sẽ mang lại thêm một lựa chọn cho người nông dân gắn bó với mặt nước hồ, xây dựng kinh tế từ những con cá đạt chất lượng cao. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về chương trình, xin vui lòng gửi email tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi về số 0263 382 9930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.